Em tên là Lê Minh Nam Tú. Thì trước khi em đi du học Singapore thì em học ở trường du học cơ sở trung học phổ thông Đinh Thiện Lý, và sau đó thì em đã quyết định đi du học tại trường James Cook ở Singapore, và hiện em đang học chuyên ngành là International Trade và Financial KCU. Thì các em kỳ vọng lớn nhất là kiểu trường sẽ giúp đỡ cho em, giống như là có những cái tiện ích với lại có cái điều kiện học tập cho em thật là tốt. Sau khoảng 3 tháng du học tại trường James Cook thì em thấy là trường đáp ứng nhu cầu cho em rất là tốt. Cái thứ nhất thì em nghĩ là đến từ đội ngũ của trường, kiểu như là IT và mấy chị staff tư vấn rất là nhiệt tình. Kiểu tại vì mới đầu qua thì em có những cái vấn đề về giấy tờ với lại về cái tài khoản của em khi mà em học tập, thì kiểu thì em lúc mà em email hỏi thì trường trả lời rất là nhanh và lúc nào cũng hỗ trợ cho em mỗi khi mà em gặp vấn đề gì đó. Về cơ sở vật chất thì em thấy rất là tốt. Nhìn trên hình thì thấy trường có vẻ nhỏ, nhưng mà khi mà qua thì thấy trường có cái khuôn viên rất là bự, rất là xây dựng cái không gian mở, cho nên là đi học cảm thấy rất là thoáng mát. Lại vào thì em nhớ là trong trường có hai khu tự học lớn và một cái thư viện, thì trong đó sẽ có bố trí những cái bàn nhóm và cũng có khu tự học cá nhân tiện cho em. Mỗi khi mà em cần học nhóm hay là cần học một mình thì em cũng có thể có chỗ ngồi. Là cái thứ hai nữa là trong cái khu học tập á, thì sẽ chia ra thành 3 khu, và giống như kiểu trường sẽ mỗi khu và mỗi phòng sẽ có một cái số khi mà mình kiếm những cái phòng học ở trong đó thì không có gặp khó khăn gì hết. Em nhớ là cái những người quen thì cũng đến từ khá là nhiều nước, nhưng mà thường là em thấy là giảng viên là sẽ sống ở Singapore, như là họ khá là am hiểu về cái môi trường học tập ở đó. Phương pháp giảng dạy của giáo viên cũng khá là tốt, với lại giáo viên luôn theo sát tiến độ làm việc của học sinh. Ví dụ như mà kiểu gần tới hẹn đọc bài thì giáo viên cũng sẽ nhắc nhở, xong rồi nhắc lại những cái điều quan trọng mình cần phải làm. Giờ em có ấn tượng với giáo viên dạy môn quản lý của em, là thầy đó là em nhớ là thầy giới thiệu là thầy thầy có dạy bên một cái trường khác ở Singapore nữa, cho nên là thầy là kinh nghiệm đầy mình. Và cái ấn tượng là tại vì kiểu lúc mà em lúc đó là có một cái bài bài tập là mỗi người đều phải viết một vài bài văn á, trong một cái file lớn vậy. Thì thầy thầy bảo là bữa đó là làm bài, thì thầy kêu là các bạn cứ gửi email bài cho thầy, xong rồi thầy sẽ sửa và thầy sẽ gửi lại trong ngày hôm đó luôn. Nên là thầy sửa rất là chi tiết, thầy cho lời khuyên rất là nhiệt tình, nên là em rất là ấn tượng. Trước khi mà em học ở Singapore là em học ở trường tư ở Sài Gòn rồi, cho nên là giống như là em cũng đã được làm quen những cái kỹ năng mềm như là làm PowerPoint, xong rồi viết essay, xong rồi thuyết trình. Cho nên là khi mà em qua thì em thấy cũng không quá lạ lẫm với những cái bài tập mà có những cái phần đó. Tất nhiên là cũng sẽ có những cái điều khác nhau khi mà học ở đây. Ví dụ như là vào những cái bài học trên lớp á, thì thường là sẽ yêu cầu cái sự tự học nhiều, cho nên là qua đó thì em rèn được cái sự tự học của mình nhiều hơn, và phải có những cái sự chuẩn bị bài trước nhiều hơn. Làm quen môi trường mới thì sẽ phải tự lập hơn, phải làm chủ được cuộc sống của mình, không có ở cạnh người thân của mình được nữa, thì em nghĩ đó là thử thách lớn nhất của em. Em nghĩ là các bạn sau khi mà qua JCU thì các bạn cũng đừng nên quá lo lắng, tại vì trường sẽ hỗ trợ rất là nhiệt tình. Với lại các bạn cũng phải tự lập hơn để làm chủ được cuộc sống của mình hơn, thì sau khi qua đó thì mình sẽ không cảm thấy buồn, không cảm thấy quá khó khăn nữa. Dạ, em thấy đồ ăn ở Singapore thì đa số là khá là nhiều người Hoa. Tại cái khu của em ở thì sẽ gần khoảng 3 khu chợ, với lại trong trường cũng có căng tin. Căng tin trong trường thì sẽ có nhiều quán mà kiểu từ nhiều nước khác nhau nữa, cho nên em thấy khá là dễ ăn. Tại vì kiểu đồ người Hoa thì sẽ kiểu gần với khẩu vị của người Việt đó, nên là làm em thấy món nào làm cũng ngon hết. Mì xá xíu của người Hoa ăn rất là ngon.
Trong lúc mà em đi học thì có một cái ngày hội như là để đăng ký câu lạc bộ mình muốn tham gia, thì sau khi mình đi một vòng thì em thấy trong trường rất là nhiều câu lạc bộ, kiểu như là đủ mọi lĩnh vực luôn, kiểu từ thể thao xong rồi nghệ thuật xong rồi từ thiện, câu lạc bộ của hoạt động của sinh viên Việt Nam cũng có. Thì trong đó thì em đã tham gia câu lạc bộ từ thiện. Thì trong câu lạc bộ từ thiện nó sẽ có nhiều hoạt động khác nhau, thì tùy vào cái hoạt động mình muốn làm mình chọn cái làm đó. Trước khi mà em đi du học thì anh ấy đã hỗ trợ cho em rất là nhiều và rất là nhiệt tình từ cái lúc mà em bắt đầu tư vấn cho cái lúc mà em đi luôn. Thì em thấy bên anh ấy là chị Kim là người đã làm hồ sơ cho em, thì em thấy chị Kim làm hồ sơ rất là nhanh và rất là chi tiết đầy đủ, cho nên là lúc mà em qua thì kiểm duyệt hồ sơ của em cũng rất là dễ và không có bị thiếu hụt hồ sơ hay gì hết. Với lại trước khi mà bay thì bên Anex cũng đã tổ chức một cái bữa tiệc bay, thì trong ngày hôm đó thì bên Anex cũng đã gửi cho em tập hồ sơ và dặn dò cho em là ví dụ như đi ra sân bay là mình sẽ đưa giấy tờ nào, vô trường mình sẽ đưa giấy tờ nào. Thì Anex làm cái này làm hồ sơ cũng rất là nhanh, tại vì trước khi bay thì em phải thi trung học phổ thông quốc gia. Thì tới cái lúc mà thi trung học phổ thông quốc gia thì em lúc đó là em đã xong hết tất cả hồ sơ rồi và xong cả hồ sơ học bổng rồi, cho nên là em thấy anh ấy làm việc rất là chuyên nghiệp, rất là tận tâm, cho nên không có bị vướng bận quá cái chuyện hồ sơ với cái việc học của em. Em thấy anh ấy không có đòi hỏi quá nhiều hồ sơ của em, tại vì hồ sơ của em thì chỉ cần bản điểm xong rồi học bạ của em thì em lên trường lấy cũng rất là dễ, cũng không có vấn đề gì. Nhưng các bạn là trước khi mà đi du học thì mình nên chuẩn bị cho cái hồ sơ điểm số của mình tốt một tí xíu, để khi mà đi du học thì sẽ không có bị gặp vấn đề về học bạ và điểm số. Với lại cái thứ hai nữa là các bạn cũng nên chuẩn bị tâm lý để mình sống xa nhà, sống tự lập, và phải có cái tinh thần làm chủ cuộc sống của mình hơn, thì các bạn sẽ đi du học suôn sẻ hơn.